xong rồi mình dẫn mấy chị em mình đi tới siêu thị để mua tặng cho người hai cái áo để bận lên clip cho nó đẹp. Thì hôm nay mình tới siêu thị Tốt Tất này ở thành phố Bến Tre của mình. Thì giờ mình mời các chị và các bạn cùng chị Tiên để cho xem mấy chị em mình lựa đồ mà rất tiếc hôm nay là không có cô Phương với chị Hai Văn. Thì cô Phương chị Hai Văn giờ hiện tại giờ thì đang ở trên chiếc ghe ở Tiền Giang để mua dừa. Bán ba bông dừa chưa hết thì chưa có về tới được. Rồi là khi mà cô Phương chị Hai về thì mình sẽ đi cô Phương chị Hai là đi sau. Giờ mình đi vô siêu thị. Cụ dạ chịu và cụ giúp chịu ai trơn. Xin mời chị thầy nhé, cà phê đến cái chương trình, xin mời.
tổng giáo này được không? Tôi hả, vừa ấy thì mua chứ tôi đâu biết. Bạn vợ, mỗi người có sở thích khác nhau. Để thấy ăn, vừa thấy ăn. Rồi, lấy cái này đi. Thấy không? Thấy thấy những cái tép này lại mua hàng xin lỗi, xin mời tiếp theo lấy cái số 5. Xin mời tiếp theo lấy cái số 5, xin các bạn. Con Tâm Đô thì Hẹp với mình đổi ra luôn để Hẹp đi mua quần áo, cô Tiên cho để mua quần áo. Thì hôm nay mình đổi ra được 2.340.000, bữa nay tiền đô sụt nhiều hơn hôm 2 tháng trước. Mình mới vừa đổi đây là 2.355, giờ mất hết 15.000 nữa rồi, còn có 2.340.000 nè con. Con cảm ơn cô Tiên đã cho con số tiền thì để đi mua quần áo chứ. Hồi trước giờ con toàn là mặc đồ người ta cho, không có gì mua một lần là mặc 3-4 năm. Thì con cảm ơn cô Tiên rất nhiều, con chúc cô Tiên dồi dào sức khỏe, luôn mãi mãi trẻ đẹp, sống lâu trăm tuổi.
chào các chị và các bạn. Xin chào các chị. Hôm nay mình đi qua đây là ở thành phố Bến Tre. Đây mình xin nhiều này. Nguyên nào giảm. Đây giảm bận nổi thẻ. Cái tên đây sao có đẹp quá. Sai hết quần ba ba này lớn nhất từ áo lớn nhất rồi hả áo lớn nhất quần nhất cái vừa vẽ đẹp quá cái rửa nó dài nữa nó nguyên bộ không cho các bạn như vậy đi ăn hay gì tắm hả vậy đi ăn nó sạch dài cũng vậy nãy hát ngoài kia cũng có dài nữa đó này trưng bày cái đây này cũng mềm mềm cái kiểu đó hả dài vậy dài hát xe bê thử đây này mấy đôi này khỏi có dây nè hả? Không có dây, không có dây mang khỏe. Đây bắt nhiều dài ghê luôn. Với quần áo đồ nam thôi. Ở tiệm này bắt đồ nam thôi, không có đồ nữ. Cái này
Đây là giá nhiêu hả? Giá đây đây nè. 425. Cái giày này 425 nè các anh chị. Giày này cái chắc ha. Nhẹ nữa.
chèo mà ăn mà chèo, bên, chèo món nào cũng ngon hết vậy. Rồi chèo của nó là chạy cũng tưởng đâu trên sông á. Tưởng là cái vô cái chỗ làm chài á. Tưởng là vô làm chài bắt cá nữa ta. Làm chài tưởng đâu không du lịch thế gì. Tôi cũng tưởng đâu gần mấy sông. Em tưởng đâu không du lịch thế gì. Mình cũng cảm ơn chị Tiên rất là nhiều. Thì cũng nhân cái việc mà ngày lễ của mẹ thì mình cũng xin chúc cho tất cả các bà mẹ từ toàn thế giới được hạnh phúc bên người những người con thân yêu của mình và luôn luôn sống khỏe và sống trẻ mãi với những người con thân yêu của mình. Thì mình cũng xin chúc cho gia đình chị Tiên và chị Tiên luôn luôn vui vẻ và dồi dào sức khỏe và vạn sự bình an trong cuộc sống. Mình cũng xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn. Luôn mình xin chúc cho các anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ và dồi dào sức khỏe. Và nếu như anh chị thấy thích và hay nhớ like và chia sẻ ủng hộ cho kênh 17 miền Tây. Và bây giờ mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.